Phim điện ảnh Công tử Bạc Liêu vừa giới thiệu các diễn viên khách mời tham gia dự án. Trong đoạn teaser trailer mới được công bố, khán giả hào hứng khi thấy sự xuất hiện của nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc, Hoa hậu Đoàn Thiên Ân và diễn viên Công Dương. Trên phim, nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc vào vai ông Hội Đồng Lệnh, cha của cậu Ba Hơn, công tử Bạc Liêu nức tiếng một thời. Ngoài tập trung cho nhân vật của mình, nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc còn tận tâm hướng dẫn kỹ thuật về lời thoại và diễn xuất, giúp nam chính Song Luân tự tin thể hiện vai Ba Hơn trước ống kính. Theo đạo diễn Lý Minh Thắng, chính sự hiểu biết, trải nghiệm sống qua nhiều thời kỳ của nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc đã giúp nghệ sĩ nhập vai rất tốt, đồng thời lan tỏa tình yêu đối với những giá trị thuộc về lịch sử, văn hóa đến với công chúng. Phim còn có sự tham gia của Hoa hậu Đoàn Thiên Ân. Ở những hình ảnh đầu tiên, Miss Grand Việt Nam 2022 xuất hiện với trang phục lộng lẫy. Dù danh tính nhân vật vẫn được giữ kín, nhưng với nhan sắc và phục sức sang trọng của Đoàn Thiên Ân, khán giả dự đoán người đẹp sẽ là một trong những mỹ nhân mà công tử Bạc Liêu phải hao tốn tâm sức để chinh phục. Cũng trong teaser trailer, nhân vật Bạch Công Tử, cậu Tư Phát, do Công Dương thủ vai, đã nhận được nhiều sự chú ý của người xem. Bạch Công Tử cũng chính là đối thủ của cậu Ba Hơn. Hai vị thiếu gia này đã tạo nên cặp đôi Hắc Bạch Công Tử với những giai thoại trứ danh Nam Kỳ Lục Tỉnh thời bấy giờ. Teaser trailer cũng hé lộ cuộc so tài vô cùng xa xỉ của hai công tử ăn chơi khét tiếng mà người đời sâu vẫn truyền tụng. Thay vì sử dụng củi, cậu Ba Hơn và Tư Phát quyết định đốt tiền để nấu chè. Ngoài ra, những thú vui hao tốn tiền của khác của các thiếu gia cũng xuất hiện trong trailer. Phim Công tử Bạc Liêu dự kiến khởi chiếu chính thức vào ngày 6 tháng 12 năm nay.